We don't, we might as well lay down and die. You and I, you and I. Vậy là năm mới đã đến, và nhân dịp năm mới thì Yến My xin được chúc tất cả các quý vị khán giả của truyền hình My TV một cái Tết thật là ấm áp, no đủ bên bạn bè, gia đình và người thân, cũng như là một năm mới thật là hạnh phúc với những thành công mới. Bên cạnh đó thì Yến My xin được gửi một lời chúc đặc biệt đến tất cả các bạn sinh viên bằng tuổi của My. Một năm mới rất trẻ, thật khỏe, thật nhiều sức lực để có thể học tập và tham gia các hoạt động xã hội thật là tốt. Chúc truyền hình My TV có một năm mới với những thành công mới, thắng lợi mới, không ngừng phát triển và vươn xa. Cũng như là càng ngày càng có nhiều hơn nữa khán giả cùng theo dõi và đón xem, ủng hộ cho truyền hình My TV.